Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh DDA, cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án IDO, các dự án iRobot, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Unlock. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video. Sau đó thì chúng ta sẽ copy phần địa chỉ ví ETH chúng ta paste vào dòng đầu tiên này. Điền email dòng thứ hai này. Chúng ta nút I want the iRobe. Tiếp theo chúng ta sẽ có các cái cấu trúc của nhiệm vụ ở đây. Thứ nhất là nhiệm vụ join và discord này. Đàn vào set invite. Sau khi chúng ta join thì nhiệm vụ nó sẽ tự động hoàn thành anh em nhé. Đăng vào company này. I have a, ấn submit. Tiếp theo là nhiệm vụ retweet. Chúng ta vào nút retweet của nó này. Cái làm xong rồi các bạn là các bạn có thể tải lại trang là sẽ thấy là nó hoàn thành nhiệm vụ luôn cho chúng ta luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? 5 6 point đấy. Rồi nhiệm vụ set ở trên Telegram này. Với nhiệm vụ set Telegram chúng ta chỉ cần ấn vào thôi thì nó cũng tự động nó hoàn thành nhiệm vụ cho chúng ta đấy. Set ở trên link IDIN này. Rồi follow Twitter của Unlock Fluency. Join vào kênh Telegram của Unlock Fluency. Các bạn chờ chút mình chuyển sang cái kênh Telegram chuyên dùng để join mấy cái dự án kiểu này. Rồi, join tiếp kênh channel của Unlock Fluency này. Subscribe kênh YouTube này. Follow in Telegram này. Follow link LinkedIn. Ok, mình đã follow nhé. Đấy, sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ này, chúng ta reload lại trang thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đã hoàn thành trong nhiệm vụ này rồi. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Unlock Fluency. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.